Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình, và mình là YouTube My Hero đây. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng các thẻ mà có thể counter được con cổ mộ. Ok, và các bạn có thể biết là dạo này người ta sử dụng cái deck này cực rất là nhiều. Khi mà có cái sử dụng combo như là cổ mộ này, Grave này kết hợp với lại Poison cực kỳ nhiều. Và cái deck này đánh cực kỳ là khó chịu khi mà các cái thẻ bài nó có thể khả năng hỗ trợ lẫn nhau, chồng lên nhau này. Đấy. Có rồng baby này, knight này, cổ mộ này, bowler này, electro wizard này, tornado và bốn em xương. Và cái combo mà khi họ sử dụng ấy, họ sử dụng combo grave với lại poison thì các bạn thấy là cực kỳ là khó chịu khi mà các bạn mà họ sử dụng những cái thẻ mà nó không có máu không cao này, đam không đam lan này, thì các bạn có thể như vậy là các bạn sẽ bị thiệt rất là nhiều. Và đầu tiên đây mình đã sắp xếp vào tất cả các những cái thẻ mà có thể counter được grave mà khi họ sử dụng combo là poison cộng với lại grave. Đầu tiên phải kể đến đó là poison. Khi họ có combo như vậy thì mình chỉ cần thả poison thôi. Họ sẽ tốn đến 9 ely nhưng mà mình chỉ cần tốn có 4 ely thôi. Ở trong tân đấy mình sẽ bị thiệt hại khoảng 200-300 máu nhưng mà không đáng kể. Không đáng kể, bù lại mình có thể dồn quân và công lại ở bên kia, công lại phía bên còn lại. Thứ hai là thẻ mình rất là yêu thích, đó là Valkyrie máu trâu. Thứ hai nữa là đàm lan, có thể cân được luôn cả grave. Tiếp theo nữa mình phải kể đến nói là princess thì tốc độ đam của nó rất là chậm, khá là chậm thôi. Hit của nó là 3 giây nhưng mà tuy nhiên là cái tầm bắn xa của nó lại khá là hữu hiệu khi mà sử dụng có thể núp sau King Tower để hạ được bọn này. Tiếp nữa là mình phải kể đến là mấy em minion này. Minion thì máu cũng khá là ít nhưng mà khả năng vẩy của nó thì nhanh, cả 3 con thì có thể cản được khoảng hơn 67% rồi. Tiếp theo nữa là Knight, một con cực kỳ bá đạo trong thời điểm hiện tại, cực kỳ bá đạo. Nữa là Goblin Gang thì các bạn có thể tốn 3 Eli thôi nhưng mà cực kỳ hữu hiệu khi mà nó có tới 3 con Spear Goblin này đứng từ xa có rỉa rất là tốt. Tiếp nữa phải kể đến là rồng baby này, máu ngon, đam lan và vẩy cự cũng khá là nhanh nhưng mà cũng không thể so sánh được với bằng Valkyrie được. Và tiếp đến là một không thể thiếu trong deck này đó là không thể thiếu trong cái deck mà của bạn ấy, đó là con Duck Goblin này. Con này cực kỳ thích nhá, mình cực kỳ thích con này khi mà tốc độ đam của nó này 0.6 và có thể một phát là gì. Các bạn này mà khi mà đây là những kinh nghiệm mà các bạn có thể ví dụ trong đánh tour thôi, đánh tournament này. Tournament thì các bạn nên sử dụng ví dụ như là các bạn biết là những thằng có deck top ấy, top trong tournament, hay là những bạn khảo sát trước khi đánh, các bạn nên khảo sát là những người đấy họ đánh deck như gì ấy, thì mình có thể sử dụng những thay đổi thẻ mình có thể counter một cách đơn giản hơn. Đây là kinh nghiệm để đánh tournament nha. Còn đây là tất cả là những thẻ mà mình ưu tiên nhất trong sử dụng để counter combo poison cộng với lại cổ mộ. Ở bên đây thì mình cũng có thể sử dụng một vài thẻ khác, như là thứ nhất là witch, mẹ con nhà này thì khá là ok. Tiếp theo nữa là phải kể đến là bandit em này tốc độ đam khá là nhanh và cũng cần rất là nhanh, tốc độ cũng nhanh nữa. Spear goblin đơn thuần, tuy nhiên spear goblin này thì mình không khuyến khích sử dụng con này, tại vì là khi mà có combo như vậy thì nó ném được 1-2 cái là chết luôn rồi. Tiếp nữa là archer thì hữu hiệu, chỉ 3 ely thôi nhưng mà dạo này khi mà đi cùng knight thì cực kỳ là bá đạo đấy. Dạo này rất là mình thấy là nhiều người than phiền là việc mà knight này, archer với lại skeleton này khá là bá đạo. Tiếp theo là kể đến giáp, nhưng mà giáp một cái thì cũng không ăn thua. Cung thì cũng phải đợi nhưng mà cung mình cũng thấy không hữu hiệu lắm. Và cuối cùng là Yolok, và rất nhiều thẻ nữa, cũng có thể rất nhiều thẻ nữa cũng có thể counter được con mấy combo đấy, nhưng mà tuy nhiên mình khuyến khích những thẻ đấy thôi, sử dụng những thẻ đấy.
hoặc là cũng có thể là mấy con này, con nem xoay này này, đấy, chỉ một vài kiểu đấy thôi. Và đôi khi mình có thể sử dụng là mấy con cả bạc cô tiên nữa cũng được, nhưng bạc cô tiên mà khi mà bị dùng bị họ dùng combo như vậy á, thì bạc cô tiên chết rất là phí đấy. Và một cách nữa mà khi mà các bạn cứ chạm chán cái deck này á, thì các bạn nên đánh như thế nào để tách combo của họ ra, không để họ dồn quân này, không để họ có đủ Eli để mà combo mình này. Khi mà combo như vậy á, mình chống rất là khó luôn, chống rất là khó. Và bây giờ mình sẽ show cho các bạn xem một trận mà mình tách được combo của họ khi mà họ sử dụng ok, đây các bạn có thể thấy này, Archer này, Knight này, Icy Spirit, Lock này, và này đây, combo, có combo này. Và trong trận này mình đã tách được thành công họ sử dụng combo như vậy. Tuy nhiên có combo như vậy thì mình cũng không sợ, mình không sợ vì mình trong deck mình đã có Valkyrie rồi. Các bạn có thể xem này, đội bạn không có cơ hội để sử dụng combo. Đấy, các bạn có thể thấy là đội bạn rất chần chừ trong việc sử dụng combo. Vì vậy là poison ở trong turn này họ không ra. Vì vậy là mình cũng cứ tấn công thôi. Cách tốt nhất để bạn mà thắng là phải tấn công, đừng có thủ càng nhiều càng chết. Tấn công là một cách để phòng thủ đấy. Đại loại như trong tình thế mà các bạn không có gì để chống đỡ thì các bạn có thể sử dụng Hawk Rider các bạn để dụ quân đối phương quay về. Đó là kinh nghiệm của mình. Đấy, các bạn thấy là combo họ không có khả thể sử dụng combo được. Thực ra mà khi mà đội bạn sử dụng cái deck này á thì họ không chuẩn bài. Deck này không chuẩn bài do để mình có gây khó khăn với mình. Đấy, các bạn đã thấy không? Mình đã tách được combo mà mình không vất vả. Và một thẻ nữa mà mình muốn nói đến ở đây đó chính là em Lumberjack counter cực kỳ hiệu quả khi mà solo một mình với lại chống lại combo poison cộng với lại cổ mộ thì cực kỳ hiệu quả. Khi mà tốc độ đam của con này cứ rất là nhanh, 0.7 giây cộng với lại máu trâu nữa, máu 9 gần 1.000 máu. Và đấy là tất cả những gì mà mình kinh nghiệm cho các bạn để sử dụng các thẻ để có thể counter được cổ mộ cũng với lại độc khi mà các bạn đánh tournament. Mình lưu ý nhá, chỉ đánh thường là kinh nghiệm này á, thường chỉ áp dụng cho tournament thôi nhá. Tournament. Đấy là tất cả những gì mà mình kinh nghiệm của mình truyền lại cho các bạn, chia sẻ cho các bạn. Và các bạn nếu có những kinh nghiệm gì thì cứ comment cho mình biết nha, comment cho mình biết để góp ý cho những bài viết của mình nó tốt hơn. Và nhớ thấy hay thì nhớ like, share và subscribe kênh của mình. Cảm ơn các bạn. Giời ơi. Thơm đấy.